Chào chị Mẫu Hân. Rồi em chào mấy chị yêu đang xem live nha, chào cả nhà. Rồi em chào cả nhà nha. Chị đang xem live mấy chị thấy em không? Cả nhà thấy rõ mấy chị. Chào em, chào chị Lương Nguyên. Chào mấy chị nào thấy em, mấy chị chấm chấm bài giùm em nha. À ok, em đang chia sẻ live chứ em lên mẫu liền mấy chị nha. Chào em, chào chị Thu Hiền. Đầu lan tặng mấy chị hàng 49 nha nè. Tặng không lạnh 49 nha cho mấy chị. Không lạnh là bé gái. Hello mấy chị yêu. Ở mấy cái áo phông bên trong kia em chọn hàng nữa chưa? Kiếm rồi chị, kiếm rồi. Tiêu em. Cái đồ nó xong chưa, cái bill nó xong chưa? Kiếm cho chị. Xong rồi chị xong. Đủ quý không? Chào em, chào Canh Anh Nguyễn, chào chị Nhung Nguyễn. Bây giờ đầu like em tặng mấy chị hàng 49k đi. Chia sẻ like giùm em nha. Em tặng mấy chị hàng 49k xong đó em sẽ lên hàng bán, mấy chị hàng mới em sẽ bán mấy chị nha, lên hàng mới. Rồi ok em chào chị Thanh Hương. Rồi ok em chào tất cả chị để xem live. Hello cả nhà. Thả tim bánh, bánh tim bánh like cho mấy chị nha. Bánh tim chấm bài thả tim mấy chị. Em chào chị Mỹ Lệ. Hello cả nhà. Ok giờ em tặng mấy chị một viên bánh trai, một viên bánh gái đi. Thân lạnh 3D đi ha, tặng cho mấy chị ạ, thân lạnh 3D nè. Một chai, một chai. Rồi ok, bọn này có tầm 10kg cho tới là 40kg cho em. Em tặng là 49 nha này, bọn này 49 nha nha, 10kg tới 40kg nè. Đó chị một bà, một ly bé gái đi, có đủ size chị. Bây giờ em Nga sẽ tặng mấy chị một ly ha, một ly bé trai, một ly bé gái, hàng 49 ngàn cho mấy chị đi ha. Có đủ size cho cả nhà luôn. Mẫu này có tầm từ 10kg cho tới là 40kg bé trai. Thì comment cái mẫu là D2, mã D2 kèm ký nhá, 49 ngàn giùm em. Sang nhí và sang đại em tặng luôn mấy chị mẫu đây ha, là D2 chứ gì, mã D2 tặng luôn bộ đây là giá 49 ngàn đầu like. Mấy chị chăm xin nút chấm nè, mấy chị chấm bài cho em nghe, xong mấy chị comment cho em nghe nha, cho em xin nút chấm. Rồi bé gái, tặng luôn 49 ngàn, sai tầm 10kg ra tới là 42kg cho em, xếp bé gái một xếp bé trai. Đó, chị nào bé trai cũng có hàng chốt, chị nào bé gái cũng có hàng chốt giùm em. Đấy, mỗi chị thì cho em xin một nút chia sẻ like, bé gái thì comment cái mẫu là C19. Còn bé trai thì comment cái mẫu là D2. Ok chưa? Cái này xếp chân váy nha. Bên trong sẽ có quần đùi cho mấy chị luôn á. Đấy, bao đẹp luôn mấy chị nha. Rồi, chị Thanh Hương rồi. Ok chị nha. Chia sẻ like cho em nghe. Mỗi chị chăm xin một lần chia sẻ like thôi. Rồi mấy chị chấm bài cho em nghe. Mấy chị comment nha. Kèm số ký, mã hàng kèm ký. Bé gái là mã là C19. Kèm theo số ký. Xếp chân váy nha. Phung lạnh 3D. Còn bé trai á, là quần đùi cho em á. Xếp hàng thể thao. Đó, bộ đá banh cho em nghe là D2. Bé trai là D2. Còn bé gái là C19, mấy chị chăm xin nút chia sẻ like. Xong đó mấy chị là chấm bài cho em nghe chị nha. Chia sẻ like chấm bài cho chị Thanh Hương nha. Rồi chị Thanh Hương nè. Rồi Huệ Nguyễn nè. Ok Kim Ngân nha. Rồi chị Thu Huyền. Mấy chị kèm số ký cho em nghe 49 ngàn dùm em. Chị Nguyễn My thì chăm xin nút chia sẻ like luôn. Đấy, cả nhà chăm xin nút chia sẻ like cho mấy chị nha. Rồi 49 ngàn cho em nghe kèm số ký cho em nghe. Chứ không có số ký là em nghe sẽ không trúng được đơn đâu. Đó, cả nhà kèm số ký cho em nghe. Bé gái là C19 là 49 ngàn, bé gái là C19 10kg cho tới là 42kg bé gái.
Rồi, à, Petra là mã D2. Mã D2 nha. Rồi ok, Bình An Yên, Lâm Nhi, ok chị Nhung Nguyễn nè. Kèm số ký mới có đơn cho em mấy chị nha. Chị nào nhanh tay comment trước thì con sai, chị nào comment sau hết sai thì em nha chịu nha. Rồi ok Mimi nha, tranh thủ chốt cho có sai giùm em đi. Đó. À, chị nào comment trước thì còn sai, chị nào comment sau thì hết sai nha mấy chị nha. Rồi, ok chưa? 49.000 bây giờ. Mã C19 cho em nha. Comment một lần thôi nha. Ok chị Hà Ngọc, comment một lần thôi, đừng comment nhiều lần. Chị nào comment trước thì còn sai. 49.000 em có sai. Bộ bé gái là mã C19 có sai tầm 12 ký tới 42 ký xét chân váy là em tặng luôn 49.000 đầu like. Bé gái là C19 giùm em. Còn bé trai là mã D2. Bé trai là tầm 10 ký tới là 40 ký mã D2. Đấy, ok mấy chị nha. Đấy, em tặng luôn 49.000 đầu like, em tặng luôn 2 mã này trước đó chị nha. Rồi xong đó em sẽ lên hàng bán. Nên là em sẽ, chị nào comment trước thì còn sai, em sẽ chốt từ trên xuống dưới mấy chị nha. Đấy, rồi mình đang yên này, chị Lưu Nguyễn, chị Xòe Trần nha. Rồi chị nào comment trước thì em có sai, mấy chị nha, comment sau là hết sai là chị mấy chị nha. Rồi D2, mã D2 thì nha sẽ còn sai tầm 10 kg tới là 40 kg mã D2. Rồi 49.000 D2, 10-40 kg. Cái bộ bé gái là mã C19. À, bé gái là mã C19 cho nha, kèm số ký để ok chữ hợp mai. Mình đang yên comment rồi đúng không? Comment một lần thôi mấy chị nha. C19 cho em. À, C19 đang mất size tầm 12 kg tới 42 kg giùm em. Chị Lâm Giáo Hoàng là chị không chốt được đơn rồi mấy chị ơi. Chị là đơn chị xả liên tục rồi, em không chốt được đơn cho chị đâu nha. Rồi Bana, ok Bana là mã bé gái là C19, còn bé gái là bé trai là mã D2. Bé gái là tầm 10 kg tới 42 kg, còn bé trai là tầm 10 kg cho tới là 40 kg giùm em. Nha, có hai mã thì em tặng cho cả nhà là giá 49.000 đồng like. Chị nào comment trước thì có sai nha. Rồi chị Lâm thì comment rồi đó, đừng comment nữa chị. Comment một lần thôi. Bé gái là mã C19, còn bé trai là mã D2 cho em nghe nha. Đấy, 49k em tặng đúng chị nha. Rồi, ok chưa? Rồi, bé ngồi với chị nha, em nghe sẽ lên hàng bán mấy chị nha. Cái này em tặng luôn. Sai bộ nhiều lắm mấy chị, chút sai bộ nhiều lắm mấy chị, chút xe ha. Rồi, 49k em 42k, 30k, 42k chị Hương Lê rồi. Comment trước thì sẽ có sai hơn mấy chị nha. Sai lớn, hình như em thấy hết sai lớn rồi nè. Hình như còn sai nhỏ thôi á. Chị nào có sai nhỏ trên thủ chốt đi. Sai nhỏ trên thủ chốt đi mấy chị nha. D2 với lại là mã C19, bé gái là C19, còn bé trai là mã D2, em tặng 49.000. Bây giờ còn size nhỏ đó, chị tranh thủ chút size nhỏ đi. Size nhỏ tầm 10 kg tới 30 kg đổ lại là còn size nhiều hơn. Còn size lớn là hình như hết rồi đó. Từ 30 kg cho tới là 40 kg là không còn bộ nào đó mấy chị nha. 30 kg tới 40 kg là không còn bộ nào. Bây giờ còn size tầm từ 10 kg cho tới là 25 kg thì được á. 10 kg tới 25 kg em còn nhiều. Còn mà size vào trên 30 kg là em hết rồi đó nha chị nha. Rồi, bên nãy là comment rồi đó em. Rồi, ba đẹp mấy chị nha. Ok chưa? Giờ các chị nào có size nhỏ thì tranh thủ chốt đi nha. Còn size lớn là em sợ hết hàng rồi đó. Hết size, size lớn đó. 20kg còn size đó. Ok nè, chị phải có nè. Rồi, 40kg D2 rồi. Ok, chị comment sau thì cái size bự thì để em coi nha. Size bự thì em chưa check. Nha chị Hương Lê. Tại size bự là khách chốt trước là nhiều lắm rồi ạ. Bây giờ là còn size tầm từ 25, 10 đến 25kg. Chị nào có size chốt 10 đến 25kg là còn hàng đó. Nha, còn từ 25kg đổi tới 40kg em hết size đó nha. Rồi, bắt đầu em nha sẽ lên hàng bán. Mã D2 em chốt cho chị Lưu Nguyên được 3 bộ nha. D2 chốt cho chị Nhung Nguyễn một bộ 27kg nè. D2 chốt cho chị Thanh Hương 2 bộ. Mấy chị kia hết size nha mọi người. Có gì một tuần chỉ 3 bộ luôn hả? Dạ, chị comment mọi người. Em ưu tiên cho mấy chị mỗi chị 1 bộ luôn. Không, mà mấy chị kia cũng chốt không có size đấy luôn chị. Chốt size khác dạ, không có liên quan tới chị. Rồi em tặng lúc bộ đây cho em nha. Ở bộ đây còn bao nhiêu ký nha? Bộ thở thao nam này tầm từ 40kg, 45kg, bộ tầm 45kg. Bộ đây còn được mấy bộ này, gồm có dây kéo khóa nha, phải đẹp đúng không? Bữa em bán này còn bây giờ còn dư nè. Còn dư được mấy set nè, màu xanh nè. Rồi chị là chấp màu xanh cho em nha. Hàng thở thao nam, bộ đây nam 45kg cho tới nhiêu ký em nha. Bao nhiêu? 45kg L 75 đúng không? 45kg tới 75kg giùm em. 45kg tới 75kg bộ nam. Rồi bây giờ em tặng luôn cái bộ đa giá như bộ mình like giá như à? 59.000. Rồi bây giờ em tặng luôn là giá như, trời ơi. Em tặng mấy chị là giá 50.000 đi. Rồi em còn mấy bộ này? Bộ nam em còn được mấy bộ tầm từ 45kg tới 75kg em còn được à? Ok rồi, em còn 5 số bộ. Còn 5 số bộ em tặng cả nhà là giá 50.000. Ok chưa? Màu xanh, chị là chút màu xanh cho em nha. Tầm từ 45kg cho tới là 75kg đó, em còn được mấy bộ tặng cả nhà 50.000. Quần nam này, quần là có dây kéo khóa cho em nha.
quần là có dây kéo khóa hai bên này, mẫu này bữa mấy chị nhận hàng đúng không, chị nào đã mua nhận hàng cho em mấy con mắt đi, cái này đẹp lắm luôn á, chắc mặt đẹp cực kỳ luôn. Rồi em tặng luôn, em còn được 6 bộ, được 6 bộ 50 ngàn. Rồi ok chị Bích Dung Trương, tranh thủ chốt với 6 bộ 50 ngàn thôi, còn có 6 bộ em sẽ luôn 50 ngàn. Chị Thanh Hương này 45 kg, 75 kg này, 2 bộ Thanh Hương, 2 bộ đây. Rồi còn mấy bộ em, màu xanh em còn được 3 bộ nữa hết rồi, tầm từ 45 kg tới 75 kg, 50 ngàn bộ nam, bộ nó đẹp cực kỳ luôn. Bữa em về số lượng lớn lắm, mấy chị chốt hết rồi, bây giờ còn được mấy bộ em tặng chị 50 ngàn ha, ok chưa? 65 kg em chốt chị Lâm Hiền. Rồi em còn được 2 bộ nữa hết rồi, tân này còn 2 bộ, 54 kg chị Phan Diễm, 2 bộ 54 kg. Chị Phan Diễm cho xin số điện thoại chị ơi, chị chồng rồi chứ hết rồi. Hết rồi chị, màu xanh em hết rồi, đổi mặt khác cho em đi. Dạ xanh em hết rồi chị ơi, xanh hết rồi. Màu xám còn mấy bộ? Dạ xanh em hết rồi chị, hết xanh rồi. Xanh em hết nha. Dạ xanh em hết rồi, đổi xám còn bao nhiêu ký? Xám em còn, đổi thêm màu xám cho em nghe, xám. Xám em có size tầm từ 45kg tới 75kg màu xám nha. Xám em còn được 4 bộ xám á, xám em còn 4 bộ. Tầm từ 45kg nha, qua tới là 75kg, 45 đến 75kg, sáng em còn 4 bộ thôi, chị lại nhanh tay chốt nha, 45kg. Mã số 19 em chốt chị Hệ Nghĩa 1 bộ, chị Thu Hiền 1 bộ, chị Minh Đăng Yên 1 bộ, chị Mimi 1 bộ, chị 7 là 1 bộ nha, mấy chị kia hết size nha mấy chị ơi. Xám 60kg, xòe chầm 50.000 bộ chị ơi, 50.000 một set cho nha, tầm 45kg tới 75kg dùm em. 45kg tới 75kg nha, rồi xám 75kg nè, chị Hương Liên này 75kg xám nè. Rồi 875 kg bốc qua bên trong bên cũ đi, cái nào có sai rồi không? Dục qua bên kia đi chị ơi. 75 kg có 60 kg còn không? Để cứ bỏ qua đi để đi đến số lượng nữa. Chốt đừng bỏ gì đi để mặc gì. Hai cái số mấy, hai mấy, ba rồi sáng em hết 75kg rồi, em còn 45kg tới 50kg nhé. Em còn 45 đến 50kg chị Nhung Nguyễn hết sai chị ơi, em còn 45kg tới 50kg thôi. Sáng em còn, bây giờ còn 45 đến 50 kg nhé cả nhà nha. Chị đã có size trên thủ chốt, em còn 45 kg đến 50 kg sáng. Chị ta, chị Phan Diễm ơi, chị không có xanh nha chị nha. Trời, sáng em còn 45 kg đến 50 kg, chị đã có size trên thủ chốt, em còn có 2 bộ thôi, sáng còn 2 bộ size M. Sáng em còn 2 bộ size M nha, tầm từ 45 đến 50 kg thôi, size rất là to. Chị đã có size 45 kg 50 kg trên thủ chốt một sáng cho chị. Chị nghĩ không có chị ơi, một ly nó có bao nhiêu bộ đó thôi. Cả một size gì em? Màu đỏ. Đỏ em còn size tầm 45kg, 85kg màu đỏ. Sáng em còn 2 bộ size M là tầm 45kg, 50kg. Đỏ em còn tới 80kg lại có size. Đỏ từ 45kg, 80kg nha. Chị đợi chút màu đỏ cho em nghe. Đỏ em còn nè, từ 45kg cho tới là 80kg nha. Chị đợi cho một chút 50.000 bộ nha. Màu đỏ chị đợi chút đỏ cho mấy chị mà đỏ. Từ 45kg tới 50kg nha, màu đỏ. Màu đỏ chị Bích Trương Trương 47kg, 78kg. Rồi chị Bích Trương Trương là 2 bộ đỏ này. Rồi quần là có chơi kéo khóa nha mấy chị nha. Hàng nó đẹp lắm. Em bán bữa trước rồi hết rồi. Bây giờ em còn được mấy bộ em tặng cả nhà luôn. Rồi 75kg hết rồi chị Lương Nguyễn. Sáng em còn 45kg, 50kg thôi. Đỏ chị Lâm Hiền nè. Rồi chị đã chút đỏ của em màu đỏ cho em nha. Đỏ 45kg đơn hàng là có đơn này. Chị chút đỏ, chị Phan Diễm tranh thủ chút đỏ đi chị. Đoan hè 45kg cho 60kg chút gì một cặp đi em. Em đang lên màu đỏ đây, chị Phan Diễm có chút đỏ thì nhanh tay comment đỏ cho em ngay nha. Chị nhanh tay comment đỏ có size này tầm từ 4. Đoan hè, chị Lâm Hiền bấm chưa? Rồi đỏ em còn tầm từ 45kg tới là 70-80kg, 45kg tới 70-80kg cho em nha. Rồi chị đã chút đỏ comment màu đỏ cho em nha nè. Lấy màu nào cũng được thôi. Chị Phan Diễm là cái gì ta, bao nhiêu ký? Đã 80kg hết rồi chị. Chị Phan Diễm là bao nhiêu ký? Chị Lâm Hiên đã 80kg hết. Chị Phan Diễm 2 bộ. Chưa. Đỏ 2 bộ 54kg có nè. Chúc chị Phan Diễm 2 bộ 54kg. 54kg 2 bộ còn không? 2 bộ có đủ chưa? Màu đen còn không? Có đủ, chị Phan Diễm 2 bộ đỏ. Rồi chị Phan Diễm là có 2 bộ đỏ rồi nha. Chị có 2 bộ đỏ rồi, em chúc chị 2 bộ đỏ rồi nha chị Phan Diễm nha. Rồi chị là 54kg, ok chị 54kg, chúc chị 2 bộ đỏ thôi. Bộ đỏ còn bao nhiêu ký? Màu đỏ em còn size L M.
mờ không hả chị? Bây giờ em còn size tầm từ 45kg 50kg đỏ, còn từ 45-50kg nhé. Chị đã chút đỏ em màu đỏ 50.000 một bộ thôi, từ 45kg 50kg nhé. 45kg 50kg giùm em á, chị đã chút đỏ. Em còn được mấy bộ đỏ size mờ, bây giờ còn size mờ nhiều lắm, size mờ. Màu đen là màu size gì vậy? Rồi đen em còn size tầm từ 45kg cho tới là 50kg và 15.000. Chị không có đỏ 80kg nha chị nha, để chị đổi qua màu đen nha. Màu đen còn bộ 75kg 80kg chị, em còn màu đen á, 75kg 80kg màu đen. Và em còn tầm 5 bộ tầm từ 45kg tới 50kg màu đen nha. Rồi chị đã chốt đen rồi, màu đen nha, 45kg 50kg và bộ 75kg tới 80kg đó. Có một bộ thôi. Rồi 50.000 chị đã chốt đen rồi, màu đen nha. Đen, đen 75kg chốt chị Nguyễn Thao rồi, ok. Rồi hết đen size bự, còn bộ đen tầm từ 45 đến 50kg thôi. À, đen á, hết rồi chị Lâm Hiền ơi, hết luôn rồi, chị comment sâu hết luôn rồi. Chị Hương Lê hết đen, chị đen còn tầm 45kg tới 50kg thôi. Em còn 45 đến 50kg màu đen nha. Rồi 79.000 cho em bộ 50.000 bộ, 50.000 một đế nha. 50.000 bộ chị đã chút đen không, có size tầm từ 45kg tới 50kg thôi. Em còn 45 đến 50kg thôi. Quần là có da kéo khóa nha, không đẹp không hàng sợ thao nam cho mấy chị. Bộ nam này đẹp lắm luôn á. Còn được 4 bộ màu đen tầm từ 45 đến 50kg chị là chốt được, tranh thủ giùm em nha. Dạ 50.000 em sale luôn 50.000, còn được 4 bộ thôi. Rồi đen còn được 4 bộ các bạn như vậy. Trắng còn size gì em? Trắng còn nhiều. L rồi, là nhiêu ký? Rồi, màu trắng em còn rồi, màu trắng là hết màu á, trắng tầm từ 45kg tới 60kg này. 45kg tới 65kg cho anh chị chốt màu trắng cho em nha. 45kg tới 65kg nha. Rồi lấy trắng cho em màu trắng. Trắng em còn được 3 bộ trắng thôi, từ 45kg tới 65kg giùm em. Rồi màu trắng là màu cuối cùng á, em là hết màu á. Rồi giá là 50.000 bộ nha. Trắng, trắng 47kg chút bút dung trương. Rồi. Trắng em còn tầm từ 45kg cho tới là 65kg nha. Yeah. 45kg 65kg cho em nha. Chị đừng có size 60kg 65kg hả? Để tranh thủ chốt cho em nha. Rồi quần có da kéo khó, trắng em còn 2 bộ nào hết rồi. Chị là thích trắng em màu trắng cho em nha. Rồi 50.000 một set cho em nha. Rồi em còn đặt được 2 bộ trắng thôi, tầm 45kg tới 65kg giùm em. 45 đến 65kg nha. Trời ơi 50.000 một set thôi. Đấy trắng em còn size này, chị là thích trắng em màu trắng cho em nha. Rồi ok cả nhà, tiếp tục em lên hàng. À, rồi ok, em nha sẽ lên hàng mới cho mấy chị nha. Rồi chương trình mình sẽ lên lại hàng mới. À, chị nào muốn lên hàng thun lạnh hàng sale không? Thun lạnh hàng sale thì bây giờ nó lễ sai, chị nào muốn lên số ký em bấm cho. Rồi trắng 65kg Úc Thư, hàng sale là 99.000. Thun lạnh hàng sale lễ sai đó. Hàng sale lễ sai là 99.000, chắc hàng thun lạnh thợ thao hàng cao cấp á thì nó có đủ size, nhưng mà mấy chị phải lên số ký nha mới lên được cái mẫu chứ mấy chị, tại em có sắp xếp theo ký á. Rồi chị nào muốn lên hàng thun lạnh thì chấm bài, em lên hàng thun lạnh 99.000 một bộ cho em nha, có size tầm từ 10kg cho tới là 80kg thì họ mẫu cho em nha, ok chưa? Cho chị mấy bộ hàng thun lạnh 99.000 một bộ. Rồi chán ok nha. Rồi chị nào lên hàng thun lạnh lấy thun lạnh em lên luôn 99.000 một bộ hàng thun lạnh cao cấp giùm em. Em có size tầm 10kg 80kg, chị nào muốn lên bao nhiêu ký comment cho em nha, lên cho chị nào muốn lên bao nhiêu ký comment cho em nha lên. Tại vì em sắp, em đã soạn thêm số ký rồi, mấy chị phải lên số ký cho em nhắn được lên hàng, chứ tại vì cái hàng bây giờ không có bung thêm mẫu được. Chứ là lấy bao nhiêu ký phun lạnh nè, lên đầm bé gái rồi ok, rồi lấy đầm bé gái, lấy đầm bé gái. Chị nào cứ muốn lên mẫu nào phun lạnh, muốn lên bao nhiêu ký thì 40 ký ok, 40 ký. Rồi, 40 ký lấy chị sang 40 ký nè. Rồi ok chị, 40 ký thì có 40 ký, em còn được mấy bộ 40 ký nè. Bình thường á hàng 40 ký là em like mấy chị là giá tới 130. Đấy bây giờ xe còn 99 nha là mấy chị rất là rẻ rồi, tại vì nó rẻ sai. Chị chờ em xíu em bóc cho. Chị nào muốn lên bao nhiêu ký được comment giùm em. Đầm nè. Rồi ok, cho em lên tí đầm xíu rồi nè. Đầm thì 150 nha, đầm chị ơi, đầm này hàng là 150 nha. Comment mẫu là A33 cho em vào size tầm từ 20 ký tới 27 ký mẫu đây nè. C69, cái này mã C69 cho em nha, tầm từ 20 ký tới 27 ký. C69 từ 20kg tới 27kg nha, cái đầm bắp ly kẻ cho em nha, đẹp lắm. Em về mượn khách chốt nhiều lắm. C69 nha, 20kg tới 27kg đầm 150 nha. Chị là chút mã C69 cho em nha nè. Mã C69 cho em nha nha, tầm từ 20kg tới 27kg cái đầm này nhé, 150. C69 cho em ký cho em. Rồi, áo khóc bé trai dạ có, để em lên luôn chị. Hàng hôm qua em đi đơn chưa chị Hương Liên? Đi đơn rồi chị Hương Liên. Rồi, cái mẫu này có tầm từ 18kg tới 35kg, comment là A33. 18kg cho tới là 35kg nha.
150 ngàn một đầm, comment cái mẫu là A33 kèm ký cho em nha. A33 dùm em nghe nè, bao đẹp trời ơi. A33 trên mẫu đầm kẻ cấp bắp rui cho em nghe, 150 ngàn một đầm cho em nghe, chắc nó đẹp lắm. Rồi chị nào chúc mã A33 cho em nha, tầm 18 ký cho tới 35 ký dùm em. A33 kèm ký dùm em. Rồi một cái đầm hoa hồng tầm 18 ký tới 35 ký nha. A33 chúc chị Kim ngang 150k. Rồi đếm lên 40 ký em còn mấy bộ thì đếm lên cho. C67 C67 cho em nghe, tầm 18 ký tới 35 ký nha. C67 em còn size tầm 18 ký 35 ký 150 nha. Chị nào chúc mã C67 cho em nha. C67 một cái đầm hoa hồng cho em nghe, rất đẹp luôn, tầm 18 ký tới 35 ký cho em, chắc phải mặc xuống lắm mấy chị ơi, mặc cưng lắm. Đấy là làm tiểu thư. Còn mấy là C67 kèm ký nha. Rồi chị nào chúc mã C67 kèm ký cho em. Em có đầm hoa màu xanh nè. Rồi ok chị Phạm Thành. Hoa xanh này tầm 18 ký 35 ký cho em nha. Hoa xanh là tầm 18 đến 35 ký cho em. Rồi 150 đó, comment là C35. Hoa xanh là comment cái mã là C35 kèm ký cho em nha. C35 cho em nghe này, vải đẹp lắm trời ơi, nhìn cưng lắm. Và cái form mặt đơn cực đẹp luôn á, size bự luôn, tầm 18 đến 35 ký. Chị nào chúc mã C35 nha. Rồi chị nào chúc C35 kèm ký cho em, mấy chị C35 kèm ký cho em. Rồi em xem cái mẫu đây nữa nè, 18 ký 32 ký chùm em ha. Rồi có đầm thun lạnh nữa, đầm thun lạnh 60.000 đến lên hạ đầm thun lạnh luôn cho. Rồi B46 tầm 18 ký 32 ký, B46 là 150, 18 đến 32 ký nhé. Chị nào chúc mã B46 kèm ký cho em nha. B46 18 ký 32 ký. B46 trăm nghe 18 đến 32 ký. B46 mẫu đây trăm nghe là giá 150 nha. B46 trăm nghe 150, 18 ký tới 32 ký. Chị nào chúc mã B46 trăm ký giùm em. Rồi cái màu đầm Burberry trăm nghe cưng chưa? Màu đây còn em còn size tầm 18 ký 35 ký, tầm kỹ Burberry 18 ký tới 35 ký giùm em. Comment cái mẫu là B47 trăm nha, giá 150. Mã B47 trăm nha. Ok chị Băng Băng. B47 kèm ký cho em nha, 18 ký tới 35 ký cho em nha. B47 cho em nha nè, 150 cho một đầm cho em nha. Rồi được kiểm tra hàng thoải mái cho em nha, vải nó đẹp lắm. Chị nào chúc mã B47 kèm ký cho em nha, 18 ký tới 35 ký nha. B47 cho em nha, 150. Rồi em có mẫu đây tầm 18 ký tới 32 đấy nè. 18 đến 32 ký cho em, 150. Comment cái mẫu là B1. Chị nào chúc mã B1 kèm ký nha, mà kẻ bắt đuôi nè. B1 cho em nghe, 18 đến 32 ký. Rồi lên mặt B1 cho em nghe nha, 18 đến 32 ký cho em nghe, đầm rất là cưng luôn. Những cái đầm mặt chị thương lắm mấy chị nha. Có set chân váy cho đại, có chân váy cho đại. Em có set chân váy có. Rồi 18 đến 32 ký, chị đại chứ mặt B1 kèm ký cho em nha. Rồi lên mặt B1 kèm ký cho em nghe nè, 150. Rồi ok chị 18 ký tới 25 ký cho em, 150 mẫu đây nha, 18 đến 25 ký cho em. Có bé gái 10 ký em có, em lên mẫu khác chị C45, chị đã giúp mã C45, 18 ký tới 25 ký có, bé gái 10 ký để lên luôn. Rồi, C45 cho em nha, 18 ký tới 25 ký, chị đã giúp mã C45 cho em nè. C45 kèm ký cho em nha, 18 ký tới là 25 ký cho em nha, 150, chị đã giúp mã C45 kèm ký nha, C45 kèm ký giùm em. Rồi, chị em xíu, nằm còn nhiều lắm, để em lên chứ. Chị nào lấy hàng size đại, 4 bàn tay. Ủa, đây như đây. Đây, chị nào lấy cái size bằng 40 ký á, bé trai 40 ký mà tầm mà. Giá xe còn 99.000, còn được 2 bộ 40 ký này. Tung lạnh bình thường em đang 101, 102, 103. Đấy nhưng mà dẫn xe mấy chị 99.000 hàng lễ sai. Nên mà chị nào muốn chốt hàng tung lạnh đó, thì mấy chị lên số ký em nha, mới lên hàng được. Tại vì em đã sọ thêm số ký rồi. Rồi màu xanh nha, chị đã chốt màu xanh cho em nha, 40 ký này, xanh này. Xanh này 40 ký chắc hàng tung lạnh cho em nha. Rồi bộ đen xe mấy chị là 99.000. Đấy em còn có 2 bộ, đây 2 bộ 40 ký này. Màu xanh màu vàng được 2 set đó, màu xanh với màu vàng. Chị đã chốt xanh với vàng nha, chắc hàng thun lạnh thể thao hàng cao cấp cho em nha, gồm có túi quần hết toàn bộ nha, 40 ký cho em nha nè, đẹp nhất nách luôn. Rồi chị đã chốt xanh cầm em màu xanh cho em nha, xanh này đó, vải đẹp lắm, màu xanh em còn một bộ 40 ký. Chị đã chốt xanh 40 ký cho em, làm bộ vàng 99k bộ nha. Rồi xanh này ok chị Lâm Nhi. Rồi bộ vàng lắm này, rồi hàng đây em bán từ 100-130 ngàn mấy chị, bây giờ em xem 99k còn 2 bộ nè, 40 ký nè. Rồi chị là chốt vàng cầm em màu vàng cho em nha, vàng đẹp này, lấy vàng này chị, vàng đẹp lắm luôn á, lấy em 2 bộ xanh vàng luôn. Ok chị Nguyễn My 2 bộ luôn là hết rồi đó. Chị nào lấy hàng thun lạnh sale 99.000 thì comment số ký cho em nha, để em lấy cho, tại vì hàng em đã sọn rồi. Ok chị 2 bộ xanh với vàng Nguyễn My. Rồi chị nào lấy hàng thun lạnh nữa ấy, thun lạnh em sọn từ size tầm 10 ký đến 80 ký em có size, nên mấy chị phải lên số ký cho em chốt cho, tại vì em phải lo đây này, em sọn thêm một ly của đây. Còn số ký là sẽ có rất là nhiều mẫu này nè, 1, 2, 3, 4 rất là nhiều mẫu, nên mấy chị phải lên số ký giùm nha, em mới lên được hàng nha. Thun lạnh 50 ký còn em, tay mờ đi được không?
mời 50 ký đây. 60 ký đây. 60 ký này Hoàng Nguyễn. Đây này Hoàng Nguyễn 60 ký màu đây. Kiếu đâu đâu. Cái này 60 ký này. Đúng rồi 52 ký. Đây, 56 ký lấy màu đây nha Hoàng Nguyễn nha. Kiếu chị đâu rồi. 56 ký này. Đây còn mấy mẫu 56 ký được rồi, 10 bộ 56 ký này, để em lên cho. 56 ký giùm em, đây 50 ký có bộ này. Đây 50 ký là hàng hiếm đó. Còn mấy màu vàng đấy, màu vàng 50 ký nè. Đấy, hàng đang bán có 130 nếu mà cycle là bán 130 ngàn đó. Bây giờ còn lẻ lẻ này, 50 ký này, màu vàng của mấy màu vàng 50 ký nhé, chấp hàng không lạnh đẹp. Phê lắm. Vàng 50 ký vậy chứ mà vàng nha, còn bộ vàng 50 ký nè. Bộ vàng này 50 ký cho em nha. Có bộ nào mà chốt bộ đó. Rồi, vàng chúc chị Huệ Nguyễn luôn ạ. Vàng 50 ký cho Huệ Nguyễn là vàng. Rồi. B44 nha, 55 ký 60 ký này. Vàng em hết rồi chị Thanh Hương ơi, con bộ à. Chị Huệ Nguyễn comment trước. À, B44 nha, để em tìm nha chị. B44 tầm từ 55 ký đến 60 ký, chị này chúc mà B44 cho nha. 55 ký 60 ký nha, 99.000 cycle á mấy chị. Cycle hôm nay tới 130.000 á, bây giờ em còn lễ size thì em soạn thêm. 40 ký còn bộ nữa nè, chị em xin lên cho. B44 cho nha, từ 55 ký 60 ký chị này chúc mà B44 cho nha nè, đẹp chưa? Rồi, B44 cho em nha, đẹp quá. B44 55 ký 60 ký nha. Rồi, B44 em còn một set rồi. 55 ký 60 ký chị này có size 55 ký 60 ký thì lên thử chốt. Trời ơi đẹp quá, màu cam này. 55 đến 60 cái B20. Chị này chấp mã B20 99.000 hàng thung lạnh em đang sale với chị nha. Để size em soạn theo size. Em soạn theo ký á, em cứ like được. B20 nha. 55 ký 60 ký chị này chấp mã B20. B20 nha 99.000. 55 ký 60 ký cho em nha. Rồi chị này chấp mã B20 kèm ký cho em. Cộng bộ á. B20 mấy chị nha, 99.000. B20 giùm em. Chị nào lấy hàng thung lạnh bao nhiêu ký nữa cứ comment giùm em nha. Rồi, B20 em chúc chị Lâm Nhi. Đó. 27 ký ok chị, lấy mấy bộ 27 ký chị em ơi, 27 ký. Không lạnh 27 ký. Rồi, tầm 55 ký 60 ký cho em nha. 55 ký 60 ký. Ở bộ đây 50 ký được nè. À, C81 50 ký nha. Đây C81 50 ký nè. Chị là chúc mã C81 cho em nè, 50 ký bộ đây còn 50 ký chị nào chúc không? C81 50 ký nè chị ạ. À. Chị Thanh Hương chúc bộ đây không? Bộ đây còn size 50 ký nè. C81 50 ký cho em nha. Ở đây có size với chị nào, cái tranh thủ chúc vào đây luôn này, còn bộ này. Rồi C81 này 50 ký cho em nha. Đấy. Chị nào chúc mã C81 này 50 ký nha. Còn bộ 50 ký chị có lấy vào đây không? C81 50 ký cho em. Cái này có size với chị là 99.000. Có size chốt với chị. C81 nha. Rồi. À, bộ đây còn size tầm từ 55 ký tới 60 ký cho em nghe này. 55 đến 60 ký màu xanh cho em nha. Ok chưa? Đẹp giả men luôn, phong cảnh thợ thao hàng cao cấp nha. Tại lễ size thì em xem với chị luôn là 99.000. C37 chị là chấp mã C37 cho em nha, tầm từ 55 ký tới 60 ký. Rồi nó mã C37 cho em nha, C37 cho em nha này. Rồi 55 ký nhá cho tới là 60 ký nhá. 55 ký tới 60 ký chị là chấp mã C37 kèm ký cho em. C37 kèm ký cho em nghe nha. Rồi em lên bộ đây cho, nói chung là sắp lắp hết nha, không có bộ đâu có tay hết nha nha Huệ Nguyễn. Cái này là còn là sắp hết thôi, không có cái tay ở đây, có hết luôn nè. 55 ký 60 ký cho em nha, rất đẹp luôn nè. Comment mã C84 nè. Chị nào chấp mã C84 cho em nha. Chị nào lấy khung lạnh comment số ký cho em nha lên luôn với chị. C84 cho em nha, tầm từ 55 ký 60 ký C84 nè. 55 ký 60 ký cho em nha, rất đẹp khung lạnh thợ thao cao cấp. C84 giùm em. Rồi, C84 với chú chị Phạm Thành. Chị nào lấy size này không, không đang qua một khác. Còn bộ 40 ký nè. Em bỏ qua đây. Em nghe còn một bộ 40 ký cho em nha nè. Chị này chúc bộ 40 ký á. Đẹp quá. Đen 40 ký nè. Còn bộ đen 40 ký cho em á. Dạ em chào chị Hảo Trần. Còn bộ đen 40 ký là chị là chúc đen 40 ký nha. Đen 40 ký cho em nha, 99.000. Bộ đen này 40 ký cho em nha. Còn bộ đen cuối cùng này chị này chúc không? Đen này 40 ký nha. Còn 45 ký em em. Rồi ok chị nhé. Đen này đen 40 ký, em còn bộ đen cuối cùng chị là chốt đen không, có túi quần hết toàn bộ nha. Còn bộ 40 ký màu đen này 99k chỗ nó rẻ. Đen cái phụ chốt này, đen chốt chị Nguyễn My rồi ok chị. Đó đen. Đen hết rồi. 47 ký còn 2 bộ nữa. Đây chị ơi, 45 ký còn có 2 bộ này. 45 ký thì em nghe còn 2 bộ thôi. Đây. Đẹp chưa? Hàng tỏ thao nhà hàng bo bo thì bên chị ơi, hàng bo bo nó mắc tiền lắm nha, còn mắc hơn cái hàng phun lạnh của em luôn á.
Đây bọn này comment cái mẫu là A47. A47 cho em nghe nha. Ok chưa? Cái này 45kg cho chị là chút A47 cho em nha. A47 cho em nghe này. A47 cho em chị. Ấy còn bộ A47 nè. Rồi 45kg cho em nha. Đẹp lắm, không lạnh cho em nghe. Đó. Hàng bo bo thì nhiều, hàng nhiều bo bo cho em nghe đó. Rồi A47 cho em nha. Rồi. 45kg mà A47 giùm em. 45kg này. 45kg có 2 bộ thôi. 45kg em chút chị Dung Bình. Rồi còn đây C25 này, còn bộ 45 cái C25 màu đỏ, comment đỏ. Đỏ nha chị, chút đỏ cho em nghe, 45 cái này. Hàng thun lạnh bé trai 50 kg rồi. 50 kg hết là đúng không? 50 cái size này. Rồi đỏ chị ơi, chút đỏ cho nha. Đỏ cho em nghe này. Đây, đỏ giúp nghe nha. Màu đỏ 45 kg, em còn bộ đỏ 45 kg chị nào lấy luôn không? Trên tủ chốt, còn một bộ cuối cùng hơi có tay, 45 kg này. Đỏ 45 kg cho em nha, sau 45 kg em còn được 2 bộ đỏ nha. Đỏ 45 kg, 45 kg cho em. 99.000 chị ơi, mang xem cái gì không là bắt đẹp nha. 99.000 đỏ. Chị Dung Bình chốt luôn màu đỏ luôn không? Đỏ luôn, chốt luôn chị cho hết rồi. À chị gì hỏi size bao nhiêu ký đó? 27 ký á. Chị gì? Chị Nhung Nguyễn là 27 ký định lên luôn. Chị Nhung Nguyễn là 27 ký đúng không? Đây chị. 27 ký. 27 ký này chị Nhung Nguyễn. Chị chạm xíu. 50 ký còn 2 bộ đem lên nha mấy chị. 50 ký còn 2 bộ á. 8 với vàng. Chị đang lấy 50 ký em còn 2 bộ xám với vàng này. 50 ký nha, em còn 2 bộ, màu xám với màu vàng cho em nha. Rồi còn 2 bộ này chị lấy luôn hết luôn 2 bộ luôn chị. Còn 2 bộ thôi. Màu xám màu vàng cho em nha, bộ có tay nữa chứ mới hàng hiếm không nha, có tay nè. Xám với vàng cho em nha. Rồi. Chị là chút xám 50 ký này. Còn bộ 50 ký màu xám cho em nha, cho thử chút vào đây cho em nha, đẹp quá, màu xám có tay đẹp quá. Còn màu xám màu vàng thôi. Rồi 50 ký cho em nha. Đây, chị là chút màu xám này, đẹp quá. Rồi 99k nha, xám. 50 ký cho em nha, hiếm á chị ơi, xám đẹp lắm, 99.000. Là 50 ký đó, màu vàng nữa. Xám 50 ký cho em nha nha. Xám 99k bộ chị ơi. Sale 99.000 chứ bình thường em like bộ đây size cổ thứ 130.000. Xám mà tầm 50 ký bình thường em like thứ 130. Hôm nay sale 199.000 nó lại sai. Rồi, màu vàng còn bộ vàng này 50 ký là 99.000. Em còn bộ vàng nữa chị nha, 50 ký cho em nha, 99.000 màu vàng này. 50 ký 99k giùm em nha. Rồi, chị đang có size 50 ký thì tranh thủ chốt cho em nha. Đấy. Màu vàng màu xám còn đúng 2 bộ 50 ký này. Vàng 50 ký và xám 50 ký nhé. Cái màu vàng để chị mình chốt màu vàng mà không có size đó. Còn tại bộ đây không? Bộ khác. Chị mình chốt cho Hệ Nguyễn đó. Tại chị Thanh Hương á. Cái này chốt cho bộ vàng này chị nè. Đúng rồi chị vàng đúng rồi. Vàng này chốt cho Thanh Hương đúng. Ok chị Thanh Hương chốt vàng nha. Vàng em hết là chị Thảo Lê chốt màu xám cho em nghe đi. Chọn màu xám 50 ký còn bộ đó. Còn bộ xám 50 ký chị Thảo Lê có chút xám luôn không? Chứ hết rồi, 50 ký hết hàng rồi, hết size rồi. Đây. Chị lên số ký em mới lên được. Tại vì hàng em nói chung em phân theo số ký nên là nó còn lẻ size, phân theo số ký là mấy chị phải lên số ký em nha, tìm cho. Em đang lên size 27 ký này, 27 ký 30 ký này. Size 27 ký cho em nha. Rồi, ok chưa? Size 27 ký giùm em. Cả nhà lên số ký cho em nha để em lấy hàng cho nó dễ. C54 nè. Đây chị Nhung ơi, chị Nhung Nguyễn, chị Nhung Nguyễn có xem like không? Cái này size bé 27 ký 30 ký nè. Comment là C54 nha. C54 cho em nha, 27 ký tới 30 ký cho em nha. Cái này là size số 27 ký 30 ký nè. Đây nó là C54 nha, C54 cho em nha này. Được chưa? Chắc hàng không lạnh xem mấy chị 99.000 C54 từ 27 ký tới là 30 ký nha. 27 ký tới 30 ký giùm em. C54 này, toàn bộ nè. Rồi, chị nào muốn lấy hàng thun lạnh bao nhiêu ký thì comment số ký cho em nhanh lên cho nó dễ. Rồi tiếp em lên làm bé gái cho. Ok chị lên làm bé gái, còn bé gái còn nhiều lắm. Rồi thêm mẫu đây cho em nha tàu. Đẹp quá. C54 chúc chị Thanh Hương 27 ký tới 30 ký cho em nha chị nha. Rồi. Ok cho cái này 27 ký tới 30 ký cho em nha. Màu xanh nữa nè, 27 đến 30 ký cho em. Comment mẫu là B11 nha. B11 cho em nha, 27 đến 30 ký nha. B11 kèm ký cho em nha nè. Rồi chị là chút đặt B11 cho em nha. Rồi sắc nách 40 ký toàn đi. 40 ký em hết hàng, hết size chị ơi. Hàng xe bây giờ hết 40 ký rồi, hết size 40 ký rồi. Rồi lên mảng là B11. Chị là chút mặt B11 cho em nha nha. Size tầm 27 ký nha, cho tới là 30 ký B11 này. Rồi chị nào muốn lấy size bao nhiêu ký giùm em để em lấy cho nó dễ. Chị là lấy bao nhiêu ký nè. Không làm gì em. Size 40 ký em hết rồi đó. 50 ký em còn bộ màu xám. Áo khóc bé trai, ok đấy, áo khóc bé trai chị lên. Màu đỏ 27 ký tới 30 ký màu đỏ nhé. Rồi comment màu đỏ cho em nghe này.
27 ký thứ 30 ký màu đỏ cho em nha nè. Đẹp quá, xuất sắc luôn cả nhà ở đỏ. 27 ký thứ 30 ký cho em nha. Rồi chị là chút đỏ cái màu đỏ cho em nha. 99.000 bộ cho em á. Đang xem đây hàng lũy size chứ mình được em lên 101, 102, 103. Đỏ 27 ký tới là 30 ký màu đỏ cho em nha. 27 đến 30 ký đỏ giùm em. Rồi áo copy trai đệm lên liền chị nha. Đệm xíu lên liền. Copy trai, copy gái luôn. Đầm váy các kiểu nha. Rồi màu xanh nè, 27 ký tới 30 ký nha. Chị là chút xanh. Đỏ em chút chị Thanh Hương. Rồi xanh này tầm từ 27 ký tới 30 ký cho màu xanh này chị ơi, xanh nó đẹp quá. Chút xanh này chị, xanh nó đẹp quá. Rồi xanh Covid. Nhanh nhanh cho em. Rồi xanh Covid này đẹp, bộ nó đẹp, không cái màu đẹp mà. Màu xanh Covid này chị thích màu nào, em thích màu này sạch sẽ. Đó. Rồi màu xanh Covid nha, chị thích màu xanh này. Lạ, đẹp nha. Nó đẹp kiểu. Đây. Thấy đẹp không? Màu xanh nó lấy xanh luôn chị. Đỏ hết rồi kim hồng ơi, hết đỏ rồi. Lấy xanh cho em đi, 27 ký 30 ký cho em màu xanh đi. Xanh nó đẹp lắm. 99.000 cho em nha. Rồi chị mai lấy luôn ạ. Cái này tụi kinh đẹp, mai lấy. Rồi không kinh nữa. Màu xám nha chị, là chút xám cho em nha. Xám linh. Rồi xám, xám, xám cho em nha. Xám. Rồi xanh em chút chị Nhung Nguyễn nha. Ok chị yêu nè. Rồi xám còn bộ 27 ký 30 ký màu xám cho em nha. Hát xám này còn một xé nha. Rồi chị là chút xám cho em nha. 27 đến 30 ký nha. 99.000 xám. 27 ký 30 ký nha. Xám này 99 cho em xám. Rồi xám cho em mấy chị nha. Xám đậm nữa nè. Mã xám đậm cho em nha, 27 đến 30 ký chị là chút mã xám đậm cho em nha. Xám em chút chị Thanh Hương rồi. Xám đậm cho em nha nha. Chị là chút xám đậm cho em nha này. Đẹp quá, 27 ký 30 ký xám đậm nha. Xám đậm cho em nha này. Xuất sắc trời ơi, 27 ký 30 ký xám đậm cho em nha. Chị là chút mã xám đậm cho em nha, xám đậm. À, em lấy xám 50 ký nữa. Ok chị, còn bộ xám 50 ký chút chị Thanh Hương luôn. Rồi ok chị. À, thành cặp luôn á. Xì xì. Xì hay quá chị. Hay quá. Quá hay. Chị hay cho tụi em luôn rồi. Rồi. Cái này em có màu xanh nha, xanh cho em nha, từ hai xanh Buma này, từ 27 ký tới 30 nhé, xanh Buma 99k mấy chị nha. Chị là chút xanh Buma này. Trời đẹp quá, chị là chút xanh Buma cho em nha. Xanh Buma tầm từ 27 ký tới 30 ký xanh Buma. Xanh Buma mấy chị nha, đẹp quá, xuất sắc cho em nha, xanh Buma này. 27 ký tới 30 ký xanh Buma, còn bộ xanh Buma màu vàng này. Mấy chị chờ em xíu em lên ký này, xuống ký này chút em lên liền mấy chị. Mấy cái đặc bộ bé trai nha. Áo khó luôn nha, chị em chút xíu nữa. Màu vàng đẹp quá, vàng đẹp quá. Vàng Buma nè. Rồi chị đã chấm mã vàng cho màu vàng nha. Tầm từ 27 ký tới 30 ký màu vàng nha. Vàng trong nha, đẹp nhất nách luôn, màu vàng Buma nè. 27 ký tới là 30 ký nha. Vàng Buma mấy chị ơi, không đẹp nha, không lấy tiền nha. Đẹp lắm. Rồi chị đã chấm màu vàng cho mấy màu vàng cho nha. Vàng đẹp quá. Rồi màu vàng nha. Vàng Buma cho nha, sự to luôn á chị nha. Chị chấm mã vàng cho mấy màu vàng giùm em. Xanh lá này. Màu xanh lá còn một bộ nha, mỗi thứ em còn được bộ thôi. Nên mấy chị tranh thủ chốt. Rồi màu xanh lá cho mấy chị nha, đẹp lắm, cái hàng mặt xuống lắm, hàng lên 101, 102, 103 mày, bây giờ xem mấy chị có 99.000 mấy chị biết rồi đó, rẻ chưa từng có rồi. Xanh lá chị là chút mã xanh lá cho nha, xanh lá tầm từ 27 ký tới 30 ký, mấy chị đang sale đang rẻ mấy chị tranh chốt luôn 23 bộ rồi để cho em bé mấy mặt đi, đó, đã chốt được 23 bộ là được free ship rồi đúng không? 23 bộ là tiền ship bồng, tiền ship là 20.000, 10.000 luôn, rẻ quá trời rẻ luôn, tính đồ này cũng lợi đó, tính tới tương lui cũng xui mà cũng lợi hết á. Màu xanh lá nha, rồi chị là chút mã xanh lá cho em nghe chị nha, xanh lá cho em mấy chị nha, đó xanh lá này còn bộ cho em nha, còn màu xanh lá cho em nha, trời ơi tắt nắp rồi nè, màu xanh lá cho em nha. Rồi chị là muốn lấy size này được không, để em lên luôn em qua mẫu khác cho A41 này, cái này comment cái mã A41 đây. A41 cho em nghe, bộ sắp nắp này A41 cho em nha, trời ơi đẹp quá, xiên hồng này 25 kg này. Rồi A41 kèm ký nha cả nhà, chị để chút A41 cho em 27 ký tới 30 ký, A41 bộ sắc lách ba lỗ với cha này, đẹp quá. A41 cho mấy chị em. Rồi chị nào chút mà A41 cho em nha. Quá trời đẹp luôn, 99.000 bộ. Bộ này bữa là bình thường online là 120.000 đó, sai đại đó. A41 cho em. 120 xe còn 99.000 bộ thôi. 120 xe còn 99.000 bộ cho em nha, quá chắc luôn. Màu vàng nữa nè. Màu vàng thì comment cái mã đi chứ không nhầm mã là B36 đi. Mã B36 cho em nha, từ 27 ký tới 30 ký, B36 này. B36 kèm ký cho em nha. Đó. Mã B36 kèm ký cho em nha, từ 27 ký tới 30 ký, B36 cho em nha. Rồi 99k, 120 em xem xuống còn 99.000 bộ, nó rẻ quá trời luôn mấy chị ơi. Tung lạnh thở thao, hàng cao cấp, hàng xuất xịn nha. Đó, về chất đẹp lắm, chị là chất mặt B36 cho em. Tung lạnh em còn lấy size, em có chi theo size, nên là mấy chị lên số ký cho em nha trước. Mấy chị lên số ký cho em nha, sẽ lên mẫu cho nha. Còn hàng đó. Rồi, ok chưa? Em còn size nhưng mà chị là còn chốt không? Em lên luôn lần. Size một cái size tầm từ 27 đến 30 ký chị là chốt nữa, comment cho em nghe lên luôn. Khó bé trai nha.
À, bộ vàng lúc nãy cái giấm bộ vàng 50 ký của chị không? Bộ này chị giống chị Thanh Hương không? Không không. Nó na ná nhau chị nha, chứ không giống đâu. Không giống không giống. Nó na ná cùng màu vàng thôi nhưng mà chốt vàng luôn chị. Nó na ná vàng. Mẫu nai một mẫu buma. Một đợt nào nào chị. Cái bộ lớn là nai, bộ nhỏ là buma. Để chị chút nai. Bây giờ chị chút màu nào buma đi. Nhỏ là buma, còn lớn là nai được không? Nó cùng với tông màu vàng á, cùng tông. Cùng tông cho em nha, nhưng mà cái bé trai tay cổ là nai. Bây giờ chút cái bộ là buma đi, cả cha nó người rồi. Cùng tông vàng là cùng tông màu vàng cỡ chị. Mày cặp cũng được, nó tùng tông vàng, một đứa bung mang, một đứa nai, còn là hàng hiệu không à. Rồi, cái này cho em nha. C57 tầm từ 10kg tới là 45kg C57 nè. Hello, hello chị Thanh rồi. À, 10kg tới là 45kg nha. Rồi, em lấy mã C57 cho ngang khóc này, cho cứu hộ nha, cho cứu hộ cho ngang này. Áo khóc này tựa hàng là nhí 101 đại 120 chị ơi. Mẫu này nhí 101 đại 120. Comment mẫu là C57, 10kg 45kg nha, C57 nè. 10 kg 45 kg loại nó sai nha. Comment cho mọi là C57. 10 kg 45 kg cho em nha. Sai nhí 101 sẽ là 120, hình là hình chặt các chú chó cứu hộ có mũ cho em nha. Đây là hàng phong của hàng Su Sinh Kit á, của hàng Ken Kit. Hàng hiệu của hàng Ken Kit là hàng 3D đó, chuyên 100% là hàng 3D mặt xương á. Rồi lên mã C57 nha. C57 giùm em. Xong lạnh em lên nãy giờ chị lên bao nhiêu ký? Chị xem mua là lên bao nhiêu ký giùm em. Chị lên số ký em nghe mới lên được hàng nha. Lên số ký giùm em đi. Khóc B6 tầm 13kg tới là 10kg 35kg nhé. B6 này mẫu đây là 90.000 với 100 hàng của Kim Kiếp luôn, nhưng mà cái mẫu đây là size nhí có 90.000, còn size đại 100 nó size tầm 10kg 35kg nhé. 38 với 38 với con bộ nào em, size 38 với con 38 40kg là một size, là hết rồi, 38 40kg là một size hết rồi, còn bộ nào hết rồi, hết rồi chị, hết rồi, không còn bộ nào luôn á. B6 nha, chị đã cho mã B6 cho ngang 15 10kg tới 35kg nhé, mã B6 nha. Đây Batman siêu nhân này, size nhí là 90.000, còn size đại là 100 mấy vậy nha. Nhí 90 đại 100, 10kg 35kg nha. Chị nhận trước mặt B6 và Batman này, bé trai nha. B6 cho em hát B6. Rồi, cái này em có thêm nhiệt hình con voi. Hình con voi thì em có size tầm 10kg tới 35kg cho em hát con voi. Có bé trai 50kg không ta? Không có chị ơi, có bé trai 50kg không có hàng. Có bé gái 50kg thì có, bé trai không có. Mã D4 cho em nha, D4. Rồi, em chốt chị Bình Hà C57. D4 trăm ngàn 10kg cho tới là 35kg nhé. Xe nhí là 90.000 hình con voi, nhí 90 đại 100 hình con voi này. Rồi lấy mã D4 nhé. D4 trăm ngàn hàng này, hàng 3D của hàng Ken Kit trăm ngàn nha. Đẹp đó. Hình con voi là đẹp lắm chị ơi. Mã D4 kèm ký cho em nha. Tầm từ 10kg cho tới là 35kg cho em á. D4 xe nhí là 90 á, xe đại 100. Xe nhí 90 xe đại 100 nha. Mã D4 trăm ngàn. D4 trăm ngàn. Rồi, cái này là buma này. Buma này có size tầm từ 10kg nha cho tới là 40kg cho em nha. D4 em chốt chị Nguyễn Thao D4 cho em nha. Hình đây hình buma này. Đó, con buma là con cột này, 10kg cho tới là 40kg nha. Size nhí là 90.000, còn size đại 100, nhí 90 đại 100 luôn nha. Comment mẫu là B15. Mã B15 cho em nghe nha. Size nhí 90, size đại 100, tầm 10kg cho tới là 40kg đó là có size nha. Trời ơi, B15 kèm ký cho em nhé. Mã B15 kèm ký nhé. Đó, B15 cho em nghe tầm 10kg tới là 40kg nha. Rồi size nhí 90.000, size đại 100, B15. Rồi mẫu này có tầm từ 45kg đó lại chị ơi. Cái này có size này tầm từ 10kg 45kg giùm em. Áo khoác này, siêu nhân này. Mẫu này thì 101.2, tầm 10kg tới 45kg giùm em. Comment mẫu là B31 nha. Nguyễn Thao, D424kg hết size nha chị. Đổi mẫu khác giùm em. Rồi B31. Rồi B31 cho em nghe, siêu nhân nhện tầm từ 10kg tới 45kg cho em nha. Size nhí là 101, size đại là 102 cho em nha. Nhện này, 101, 102. Comment cái mẫu là B31 kèm ký cho em nha. B31 kèm ký cho em, 45kg đô lại có size. Rồi mẫu đây có size cũng tầm từ 10kg 35kg cho em. Rồi ôi đó, Sweet Game mà tầm 10kg 35kg cho em nha. Rồi nhí 101 đại 102, comment cái mẫu là A23. Rồi vậy là chúc mày A23 kèm ký cho em nha. A23 kèm ký cho em nha. 10kg tới là 35kg đồ lại có size nha. 20kg có em. 20kg có. Có 20kg có đấy chị. 20kg. Rồi lên mã A23 mấy chị nha. A23 giùm em có size tầm 10kg nha, cho tới là 35kg giùm em. Size nhí 101 size đại 120. Sweet Game nè. Rồi lên mã A23 nha. Ok chị. Chị lấy 20kg đúng không? Bo bo, hàng bo bo. Đây chó cứu hộ này có size tầm 10kg cho tới là 26 chó cứu hộ. 10-26 với em nha. Cháu cứu hộ là 10-26 với em hát. Rồi 101 cháu cứu hộ 10-26 với 101 nha. Comment mẫu là C72 cho em nha. 10kg cho tới là
26kg 101 triệu đồng cho mã C72 kèm ký nhé. Mã C72 kèm ký giùm em á, C72. Rồi đem lên thêm mấy mẫu để em lên đồ bé gái cho chị nè. Áo khóc bé trai nha, 17kg tới là 23kg 80.000. 17kg tới 23kg cho em nha. Rồi áo khóc này 17kg tới 23kg cho em, thun cô tông nè, 80.000 một áo nha. Còn em mẫu là A44, chị là chút A44 chị lấy thêm một cái áo đây luôn, chị gửi sang cái này đẹp nè. 17kg tới 23kg 80.000 thôi, A44 nha. Rồi chị là chút mà A44 kèm ký cho em nha. Rồi hàng này đẹp nè chị, mẫu nó đẹp nè, nó phối cho em nha, đẹp á. Rồi hai lớp cho em nghe nha, tầm 17kg tới 23kg cho em nha. Còn là A44 nha, A44 cho em nha, rất đẹp luôn, có 80.000 cái áo khóc này, A44 nha. A23 chứ kim hồng A23 em. Rồi đó mà A44 mấy chị nha, A44 cho em nha, 10kg cho tôi, 17kg tới 23kg, 17 đến 23kg. Rồi áo khóc hàng chất gió nè, tầm từ 28kg cho tới là 40kg nè, 28 đến 40kg áo khóc gió cho em nha. Rồi 120.000, 120.000 cái túi cho em nha, khóc này rất đẹp luôn nè. Đó, tầm từ 28kg cho tới là 40kg nha. Cái mẫu này là giá 120.000 cái áo khóc cho em nha, 120. Thì comment cái mẫu là B5, chị đã chấp mã B5 kèm ký nha. Mã B5 kèm ký cho em nha, size tầm từ 28kg cho tới là 40kg nhé, 28 đến 40kg gì mà B5 á. B5 kèm ký cho em nha, áo khóc bé trai mày cũng được, bé gái mày cũng được cho em nha. Trai mày cũng được, bé gái mày cũng được cho em nha. Đẹp lắm, sang lắm chị ơi. Sang lắm, gái này đẹp cực kỳ luôn, cực kỳ sang nha. B5 kèm ký cho em nha nha. Rồi 120.000 cho em nha, xịn sò luôn, hàng đẹp lắm. B5 này, từ 28kg nha cho tới là 40kg độ lặng, nó size 28 đến 40kg nha. Rồi lấy mã B5 kèm ký nha. Ok chị Phạm Thành. B5 kèm ký giùm em. À, có một trắng này, một trắng là 50kg luôn hả? Cái này có nhầm, 28kg tới 50kg cho em nha. Có một trắng này, một trắng em vào size tầm từ 28kg tới 50kg, có một trắng luôn. Cái này tới 50kg cho em. Dạ, 50kg luôn. 28kg tới 50kg nha, có một trắng em có size tầm từ 28 đến 50kg, 120.000. Màu trắng thì mặc trai mày cũng được, bé gái mày cũng được cho em nha. Rồi mấy cái mẫu là A15, mở đây áo khoác A15 nha, A44 nè, chúc chị Nguyễn Thao. A15 cho em nha, tầm từ 28kg cho tới là 50kg nè, cái này đẹp lắm. Màu trắng 50kg, chúc chị Thảo Lê cho em nha, 120 đẹp quá. Rồi quân, bé gái mày cũng được, bé trai mày cũng được, rất là dễ mặc cho em á. Thì cũng là A15 mấy chị, A15 kèm ký nha, A15 chúc chị Nguyễn My còn. Rồi, bao đẹp chị ơi. Cái này đẹp quá, trai mày cũng được và gái mày cũng được cho em nha, bên trong này cả nha, sang chảnh lắm. Có thể 45kg lên một tí phần. Đây, xịn sò cho em nghe nha, trai mày cũng được và bé gái bên trong, mấy chị thấy hàng xịn không? Rất đều hết trầm mẹ mấy chị không? Sang lắm, mùa này mày cũng đẹp luôn á chị nha. Đó, cái khóc này, mạch đẻ lắm, sang chảnh đó chị nha. Đẹp 50kg đâu lại có sai. A15 mấy chị nha. Rồi 120.000 chị là giúp A15 mấy chị nha. A15. Dạ không, chị có màu trắng với màu kem đó chị. Em có hai màu trắng với màu kem nè. Màu kem em còn 40kg lại có size thôi, tầm từ 25 đến 40kg màu kem nè. Màu kem này comment cái mẫu là B5. Em có hai màu chị, màu kem với màu trắng thôi. Màu kem comment là mã B5 đó chị nha. B5 cho em nghe nè. Chị thích lấy màu kem không? Nhưng mà em thích màu trắng đẹp hả? Màu trắng nó đẹp, trắng nó thở thao. Mấy cái hàng mặc thở thao màu kem này đó. Màu kem này tâm nó hơi nu xuống ở trầm một xíu, nhưng màu trắng này không, nó thở thao. Rồi, thích màu nâu về còn em mặc B5, em màu xa tầm từ 25kg tới 40kg cho em nha, 120. 25kg tới 40kg, 120, chị nào chấp mặc B5 kèm ký cho em nha. Rồi, chị nào chấp mặc B5 kèm ký cho em nha nè, phải đẹp lắm chứ yêu ơi. B5 kèm ký cho em nha nha. Rồi, mở đây có xa tầm từ 10kg tới 23kg cho em. Rồi ok, chị để lên tiếp nha. 10 đến 23kg cho em nha, rồi xếp thật tha biết cách. Hàng của Sumi, hàng của Sumi cho em nha, là 10kg tới 23kg 100.000 đó, 10kg tới 23kg cho em nha. Rồi 100.000 cho em nha, hàng của Sumi nha, đẹp quá. 10 đến 23kg cho em nha, rồi xếp màu hồng này. Rồi cái này comment cái mẫu là C68 nè, chị để cho mẫu C68 cho em nha. Còn không bị ngắt hết à, để lên có bị ngắt. Rồi cái này comment là C68, 10kg tới 23kg nha, C68 này đó, C68 cho em nha, 100.000. C68 cho em nha, 100.000. Còn bình thường em có gì đâu mà lăn tăn vậy. C68 cho em nha, 10 đến 23kg nha. Chân váy nó bên trong thì có quần đùi hết đó chị nha. 10kg tới 23kg 100.000, chị là cho mà C68. C68 giúp nghe nha. 10kg cho tới là 23kg giúp nghe 100.000, chị là cho mà C68. C68 giúp nghe. Rồi em lấy mẫu đây mấy chị nha. Rồi để em lên áo khóc bé gái cho chị. Rồi bộ thị thủ nha, cái set chân váy thị thủ 10kg tới 33kg nha. Rồi 101, 102 nha, khoảng 100 đến 101. Xếp thị thủ hàng thương hiệu của Sumi, là hàng thun cô tâm chính phẩm, em có size tầm từ
10kg cho tới là 33kg. 10 đến 33kg cho em nha. Comment mẫu là A37. A37 cho em nghe nha. Size 100 size đại 101. Size 100 là size đại 101 nha. Chị nào chốt mã A37 cho em ký cho em á. A37 cho em ký cho em này. Đẹp quá. A37 cho em ký cho em nghe nha. Size tầm 10kg cho tới là 33kg cho em. Nhí 100 mà đại 101 nha. Xuống cô tâm chính phẩm. Vậy là chốt A37 cho em. Rồi khóc bé gái này, em có áo khóc Elsa nè. Ok chị Lâm Nhi. Áo khóc bé gái em có này, Elsa tầm 10kg cho tới là 50kg nha. Nhí 101 đại 120. 10kg tới 50kg cho em nha. 10 đến 50kg nha. Áo khóc Elsa bé gái comment là B8. Chị là chốt bạn B8 nha. Mã B8 cho em nghe. 10 đến 50kg B8 nè. Áo khóc Elsa bé gái nha. Nhí 101 đại 120. Rồi chị là chúc mặt B8 kèm kỹ cho em nha. B8 Elsa nè, 101-120, 10kg đến 50kg nha Elsa. Rồi, à em có Mickey nè. Mickey cũng tầm 10kg tới là 50kg cho em nha. Ok chị Lâm Nhi. Mickey là 10 đến 50kg cho em. À đây hàng thương hiệu của hàng Ken Kid nha. Nhí 101 đại 120. Comment cái mẫu là B35. Mickey là comment là mã B35 mấy chị nha. Mickey là comment cái mã B35 cho em nghe. Áo khóc gió màu trắng có chưa? Ủa, chốt đi hết đi. Rồi là mã B35 với chị 10kg cho tới là 10kg cho tới là 50kg cho em nha. 10 đến 50kg rồi là có sai á. Rồi chị này chúc mã B35 kèm ký nha. B35 kèm ký cho em nghe nè. Rồi nhí 101 đại 120. Đó, B35 kèm ký nha. B35 kèm ký cho em mấy chị nha. B35 kèm ký cho em mấy chị nha. Đây vậy. Ai? Hả? Thảo bác Thảo bác. Sao lấy? Rồi là mã C17 nhé, chị là chốt mã C17 cho em nghe 13kg, bo cho nó cũng được cái gì đâu mà. Công này nhỏ là chị đi chị lại nãy giờ bo nó 10.000 gì đâu mà. Đúng rồi, chị bo nó 10.000 cái gì đâu. Hủy thì bữa sau đồng chút nữa. Rồi là mã C17 cho em nghe 10kg cho tới là 50kg nhé. 10.000 bo cho nó cái gì đâu. Rồi bao đẹp mấy chị áo khóc bé gái cho em nghe nè. 10kg cho tới là 50kg chị ra chút mà C17 cho em nha. C17 cho em nghe. 10 đến 50kg nha. C17 cho em nghe nè. Đẹp quá. Mã C17 cho em ký cho mấy chị ạ. C17 cho em nghe. 10kg cho tới là 50kg nha. C17 cho em nghe. Đây là áo khóc người bunny cho em nha. C17 cho em nha. Đẹp lắm. Nhí 101 đại 120 C17 cho em. Rồi áo khóc em mới về nè. Cách tầm từ 10kg mà đây còn 10kg 57kg. Có bé gái em còn size 10kg 57kg cho em nha. Có bé gái em còn sạch đây em. Đồ bé trai 30kg rồi ok. Là bé trai mấy chị comment cho em nghe dễ lên. Đồ bé trai 30kg nha. Mấy chị à, đây chọn chị có lắm 50kg. Mấy chị ok chị comment cho em lắm bé trai bé gái comment cho em nhanh lên hàng cho nó nhanh. Tại vì hàng nó nhiều quá. Em mà lên hàng nhiều mấy chị chờ lâu. Mấy chị cứ comment cho em lên cho nó dễ. Đây mở đây tầm 10 đến 60kg nhé. Hàng của em bi nè, 10 đến 60kg, nhí 101 đại 120, cổ là 104, 10kg đến 60kg cho em nha. Rồi đẹp quá trời luôn nè. 101 120 rồi 104. Comment mẫu là B16 chị, chúc bạn B16 cho em nha. 10kg tới 60kg B16. Mã B16 kèm ký cho mấy chị nha. Rồi 10kg cho tới là 60kg giùm em. 101 120 104 nha. Rồi là mã B16 trời ơi, quần nè. Có vậy đó. Đây là hàng không quan tâm chứng phẩm cho em nha. 10kg tới 60kg em có 3 size, nhí có đại có cù có 101, 120 và 104 nha. Chị đã chúc bạn B16 kèm ký cho em á. B16 kèm ký cho em nha. Rồi mở đây có cái màu vàng nữa nè. 10kg tới 55kg cho em á. 10 đến 55kg cho em á. Rồi nhí 101, đại 120, cù là 104. Comment mẫu là A4, chị đã chúc bạn A4 nha. 10kg tới 55kg A4 cho nghe ha. A4 kèm ký cho em, 10kg tới 55kg A4. Nhí 101, đại 120, cổ 104 vậy. Rồi lên mã A4 kèm ký cho em nghe. Có túi nè. Túi này túi nắp hộp cho em nghe. Tầm từ 10kg tới 55kg nhé. Rồi lên mã A4 kèm ký cho em nghe. Mã A4 kèm ký cho em nghe nha. Size nhí, size đại, size cổ em có đầy đủ size 101, 120, 104. Rồi 55kg rồi là có size. Chị chúc A4 kèm ký cho em màu vàng nè. Hàng xung vô tâm dưới phẩm A4. Cái này em có màu xanh lấy xin bếp chai đi. Rồi cái này em có màu đen tầm từ 10kg nha. Cho tới 45kg màu đen. Lấy phía dưới đi. 10kg 45kg cho em nha. Màu đen cho em nghe. 10 đến 45kg nhé. Nhí 101 đại 120 cùa là 104. Màu đen quá chị nha. Đẹp quá trời luôn. Comment bảo là C56. Chị là chấp mã C56 cho em nha. 10kg cho tới 45kg nhé. C56 đây. 10kg 45kg rồi lại cái size nha. 101, 120, 104. Rồi chị là chấp mã C56 kèm ký cho em nghe nè. C56 kèm ký nha cả nhà nha. Rồi chị là chấp mã C56 kèm ký. 10kg tới 45kg rồi lại cái size.
10 đến 45 ký đồ là có size nha. Rồi bao đẹp luôn, chị để cho mã C56 kèm ký cho nha. Mã C56 kèm ký cho nha. C56 kèm ký giùm em. Bé trai đây, bé trai có 30 ký nha. Cái này phong biết khó, em có tầm từ 23 ký tới 30 ký, bộ này 90 ngàn nè. 23 ký tới 30 ký nha, 90 ngàn. Chị để cho mã B50. Mã B50 cho nha, 23 ký cho tới là 30 ký nha. B50 23 ký tới 30 ký nha, rồi 90 ngàn nè. Quá trời luôn á, B50 kèm ký cho em. Chị để cho mã B50 kèm ký. Size tầm từ 23 ký tới 30 ký nha, rồi 90 ngàn á. Rồi B50 nè, 90 ngàn một bộ nha. Còn phong này phong biết khó cho em nha, dễ thương lắm. 23 ký tới 30 ký thôi. Rồi chị để cho mã B50 kèm ký nha. Bộ đây có 90 ngàn bộ á. Rồi 90 ngàn bộ nha, đi em chị cái mã áo tăng lên. Rồi cái này em bắt size tầm 10 ký nha, cho tới là 55 ký nha. Rồi B50 em chúc chị Thanh Hương. Thiết khớp không có 50 ký chị Thảo Lê. Cái mẫu em có 50 ký, 50 ký lấy mẫu hàng cung cô tâm chính phẩm á chị. Để em coi còn bộ này 50 ký. Mẫu đấy tầm 10 ký tới 55 ký nè, dí 100, đại 101, còn cô là 102. Xung cô tâm chính phẩm comment là mã A9 nha. A9 cho em nghe nè, đẹp quá, 10 ký tới là 55 ký nha. Comment mã A9 cho em nghe, xung cô tâm chính phẩm A9. Cái này cũng đẹp nè chị, cái này có size 50 ký nè chị. 55 ký luôn á. A9 cho em nghe, nó cũng dạng được phong thiết. Kiểu phong đây chị nha, 10 ký tới là 50 ký, 55 ký nha. Rồi comment cái mẫu là A9 kèm ký nha. Rồi chị đã chấp mã A9 kèm ký cho em, mấy chị A9 cho em. Size nhí, size đàm và size cô cho em nha, nhí đại cô á, A9 nè, 10 ký tới 55 ký nha, A9. 100, 101 và 102 nha, ba size nhí đại cô á, A9 cho em á, mã A9. Cái này em có thêm màu xám rồi nè, 10 ký tới 55 ký màu xám nè. Cung này cung cô tâm chính phẩm nha. Em có 10 ký tới 55 ký luôn á, 100, nhí 100, đại 101, còn cô là 102, màu xám. Rồi comment mẫu là B2. Mã B2 kèm ký cho em mấy chị ạ. Rồi chị đã chấp mã B2 kèm ký cho em nghe nè. B2 kèm ký nha mấy chị nha. Vải đẹp lắm, sắc nách cũng có, hàng không cô tâm chính phẩm. Rồi lên mã B2 kèm ký cho em nha. B2 kèm ký cho em nghe. Vải đẹp quá. Mã B2 nha, 10 ký 55 ký rồi lại có size B2. Rồi màu trắng này em có size tầm 23 ký cho tới là 55 ký cho em nha. Ồ đẹp quá. 23 ký tới 55 ký cho em nha. Size đại với size cổ, đại 101 còn cổ là 102 mấy chị. Tại 101 cổ là 102, tầm 123 ký cho tới là 55 ký. Rồi mang cái mẫu là C67 kèm ký nha. C67 kèm ký cho em nha chị ơi. C67 kèm ký từ 23 ký tới 55 ký nha. Đẹp quá. 23 đến 55 ký cho em. Rồi C67 kèm ký nha. Ok lắm như nè. Sai nha. Đại với sai cổ á, 101, 102 chị đợi chút mà C67 kèm ký nha. Rồi C67 kèm ký cho em. Bộ màu vàng em có size tầm từ 25 ký cho tới là 60 ký nè, màu vàng nha. Ok chị Phạm Thành. 25 ký tới 60 ký giùm em á. Đại 101 còn cổ là 102. Đại 101 cổ là 120 ngàn cho em nha. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Hôm nay mình lại phun cô tâm chính phẩm phải rất tốt lắm chị, mặt đẹp mặt mát luôn. 25 ký tới 60 ký nha. Trời ơi màu vàng cho em siêu xuất sắc luôn nè. In hai ở hai bên cái tay đều in mấy chị, hình hết toàn bộ. Phun cô tâm chính phẩm của mình là mã C9 nha. Chị đợi cho mã C9 cho em á. C9 25 ký tới 60 ký C9. Rồi size đại là 101, size cổ là 120 nha. Đại 101, cổ là 120, chị đợi cho mã C9 kèm ký cho em nha. Mã C9 kèm ký nha cả nhà nha. 101, 120, 25 ký cho tới là 60 ký, chị đợi cho mã C9 kèm ký cho mấy chị. C9 kèm ký cho em. Rồi, mẫu đây em có thêm màu à. Màu xanh nữa này, cũng từ 25 ký tới 60 ký này. Đã đẹp lắm, trời xuống rất đặc biệt lắm. Rồi, comment cái mẫu là A33 cho mấy chị. Mã A33 cho em nha. Rồi đại 101, cổ là 120, em có size tầm từ 25 ký tới 60 ký cho em nha. A33 cho em nghe này. Màu xanh đẹp quá chưa. Rồi lên mã A33 kèm ký cho em nha. Ok chị Phạm Thành. Tầm từ 25 ký tới 60 ký nha. Rồi lên mã A33 cho em. Rồi size đại là 101, size cổ là 120 ngàn bộ cho em nha. Quả đẹp cực kỳ luôn. Nhớ kiểm tra hàng, thoải mái chấp nhận hàng cho em nha. 25 ký tới 60 ký luôn á, size to lắm. Rồi A33 nha. Chị nào muốn lên bé gái thì comment em lên bé gái cho. Bé gái có hàng mới về nữa nè. Tung cô tâm chính phẩm hết. Màu xám em còn size tầm từ 30 ký tới là 60 ký nha. Màu xám 30 ký tới 60 ký em. Rồi comment cái mẫu là C35. Chị đã chúc mã C35 nha. Từ 30 ký tới 60 ký C35. Size đại 101, cổ là 120 cho mấy chị. C35 này, màu xám đẹp quá. Rồi chị đã chúc sáng comment là mã C35 kèm ký cho mấy chị. C35 kèm ký cho em nha. Hôm nay tung cô tâm chính phẩm tầm từ 30 ký tới 60 ký rồi lại có size cho em nha. Rộng rãi phong to chị. C35 giùm em. Nhí nào đại 101 của là 102. Rồi lấy mã C35 kèm ký nhé. C35 kèm ký giùm em. Rồi mở đen có size tầm từ 23 ký tới 50 ký giùm em nha. 23 ký tới 50 ký giùm em. Rồi comment là B47. Chị là chúc mặt B47 cho em nha. Từ 23 ký tới 50 ký B47 nhé. 101, 102. Đại 101 còn cổ là 102. Chị là chúc mặt B47 cho em nha.
B47 trăm ngàn nha. Rồi 23 ký có 50 ký nha, B47 nha. Đại 101 cô là 120 thì là chúng bạn B47 trăm ngàn, 23 ký 50 ký nha. Đẹp quá, B47 trăm ngàn này trời ơi. 23 ký cho tới là 50 ký nha, B47. Đại 101 còn cô là 120 ngàn trăm ngàn nha. Rồi lên mặt B47 trăm ký cho em gì? B47 trăm ký cho em. Rồi bộ Kenzo này có size tầm 10 ký cho tới là 25 ký. Và 45 ký cho tới là 65 ký này. Kenzo nè. Đẹp cho em có size nhí và size cổ thôi. Nhí là 10 ký tới 25 ký và từ 45 ký cho tới là 65 ký. Nhí là 101 còn size cổ là 100 tô nha. Size cổ là tầm 45 đến 65 ký luôn, size rất là to nè. Cái nhà bộ Kenzo nè. Đẹp lắm. Em còn size nhí và size cổ thôi. 101 với 104 nha. Nhí 101 còn cổ là 104. Còn mang cái mẫu là D10, chị đã chấp mã D10 kèm ký nhé. Kenzo nổi nè, Kenzo nổi là đẹp lắm, xịn luôn á, da da đã quá trời ơi, nhìn cái hình này. Rồi 10 ký tới 25 ký và 45 ký tới là 65 ký. Rồi lên mã D10 kèm ký nhé, mã D10 nhí 101 còn cycle là 104 nha, chị đã chấp mã D10 kèm ký nè. Mã D10 kèm ký giùm em nha. Em có màu nâu nè, màu nâu cũng tầm 10 ký tới là 25 ký và từ 45 ký tới 65 ký cho em. Nhí 101 cổ là 104, thì là em hết size đại rồi. Cái này comment mà C34 nha. Ok nè, chị đã chúc mã C34 cho em ký cho em nha. Kênh vô hình nổ nhập logo nổ cho em nha. Rồi lên mã C34 cho em nha. Size đại, size nhí và size cổ chị. Nhí và cổ 65 ký đổi lại cái size đó. Phải đẹp lắm. Rồi C34 cho mấy chị nha. Ok chị Lâm như nè, C34 cho em ký cho em nha. Phải đẹp lắm mấy chị ơi. C34 cho em nha, 101 thì 104. Nhí 101 cổ là 104 nha. Rồi lên mã C34 giùm em. Em có thêm màu vàng này, màu này được 4 màu. Kenzo này về được 4 màu cho em nha. Màu vàng em hết size cũng tầm 10 ký tới 25 ký và từ 45 ký tới 65 ký cho em hết màu vàng. Vàng đẹp lắm mấy chị ơi. 10 ký tới 25 ký và 45 ký tới 65 ký màu vàng nha. Màu vàng, tụi mang cái mẫu là A51. Chị nào chấp mã A51 kèm ký cho em nha. A51 cho em nha này. Phải bao đẹp luôn, chấp mặt mát lắm. Nó là 100% mà thun cô tâm chính phẩm này. Ôi, quên cái hình Kenzo luôn á. Rồi lên mã A51 kèm ký nha. A51 giùm em ha. Rồi 10 ký cho tới là 25 ký và 45 ký 65 ký cho em á. Vải đẹp lắm. Rồi đem 10 em chúc chị Thanh Hương hai bộ 25 ký và 50 ký. Rồi cái này comment là A51 kèm ký nha. A51 kèm ký cho em ngang nha chị ơi. Cưng quá chị ơi. A51 giùm em nha. A51 cho em ha. Kenzo dập nổi giùm em á chị. Phần Kenzo là dập nổi hết toàn bộ giùm em. Cái này em còn cycle thôi, tầm từ 40 ký tới 65 ký cho em nè. Cái này em có màu nào, màu kem nhưng mà cái size cổ thôi, tầm từ 40 ký tới 65 ký 100 tông. Đây nha chị nha. Rồi 40 ký tới 65 ký em á, bộ Kenzo màu xanh nha chị. Ok chị, màu xanh đúng rồi, màu xanh chiêu đúng rồi, màu xanh. Rồi, Kenzo này em màu kem này á thì em có là tầm từ 40 ký cho tới là 65 ký thôi. Cái này em còn size cổ này. Màu này em còn size cổ nhưng còn size nhí, size đại em hết rồi. Size cổ này. Ok luôn á. Màu này màu kem, màu nâu trăm ngàn, dễ thương lắm, tầm được 40kg cho tới là 65kg nha, sẽ to lắm. 40kg, 65kg cho mấy chị nha, phải xanh to lắm. Rồi, bộ đây 104, xe cổ là 104 mấy chị nha. Đẹp lắm, nó hàng thun cô tâm chính phẩm. Rồi mang cái mẫu là C69 nha. Mã C69 dùm em. Rồi, em làm bộ sweet game. Sweet game này hiện tại màu size tầm từ 10kg, 50kg dùm em. Nhí 100, đại 101, cổ là 102. 10 ký tới 50 ký rồi là cái size nhân quần là sẽ túi nắp hộp hết. Rồi ok vậy Lâm Nhi. 10 ký tới 50 ký cho em nha. Nhí 100, đại 101, cổ là 102. 3 size, có 3 size á. Bộ sweet game này được về được mấy màu luôn á chị nha. Comment mẫu đây comment là A10. Chị là chúc mà A10 kèm ký cho em A10. 10 đến 50 ký cho A10 cho em nha nè. A10 kèm ký cho em nha. Đẹp quá. Nhí 100, đại 101, cổ là 102. 10 ký tới là 50 ký chị, A10 kèm ký bộ sweet kem nha. A10 cho em nghe này, đẹp xuất sắc luôn A10. Em có màu xanh nữa nè, màu đây về được 3 màu á. Màu xanh em còn size 10 đến 55 ký màu xanh bộ sweet kem mà. Màu xanh em còn 10 đến 55 ký nha, sweet kem nè. Rồi, A10 em chúc chị Lâm Nhi nha. Quần đây túi nắp hộp hết xuống nè. Nắp hộp hết toàn bộ nha, phối hai màu nè. Viền màu xanh với màu đen cho em nghe phối lên rất đẹp. 10 ký nha. Cho tới là 55 ký giùm em. Còn mấy cái mẫu là A97. Chị đã chúc mã A97 cho em nghe nha. A97 trăm ngàn, 10 ký tới 55 ký đổi lại có size A97 nè. Thun cô tâm chính phẩm cho em nhé chị nha. Nhí 100, tại 101 còn cùa là 120. Kiểm tra hàng thoải mái chút nhận hàng nha. Chắc đúng hàng thun cô tâm chính phẩm này. Yên hai mặt cho em mấy chị nha. A97 màu xanh đẹp bắt mặt trước. Rồi, mặt sau cho em nha. Bộ sweet game mà hot hồng hộp luôn mấy chị nha. A97 kèm ký cho em nha nha. Thun cô tâm chính phẩm tầm 10 ký nha. Cho tới là 55 ký cho em màu xanh. Em còn 10 đến 55 ký chị A97 kèm ký nha. Rồi em có một màu vàng nữa nè.
Màu vàng thì Nga sẽ còn size tầm 10-34 kg màu vàng thôi. 10-34 kg là size nha. À, size nhí và size đại thôi, 100-101 ngàn một set thôi ha. Thun cô tâm chiếm khoảng 100-101 ngàn bao rẻ cực kỳ luôn. Em Nga bán mấy chị làm thun cô tâm chiếm khoảng 100-101 là bao giá mấy chị luôn nha. Chứ bình thường giá ta bán 140-150 ngàn hết. Thun cô tâm chiếm khoảng là xịn 140-150 ngàn, không có ai bán 101 đâu. 100-101 ngàn như em đâu. Rồi lâm đặt B30 cho em nha. 10-34 kg đổi lại cái size nha. B30 nè. Màu vàng comment cái mã B30 cho em nha. 10-34 kg đổi lại cái size nha. 100-101 cho em nè. Rồi đẹp lắm, chỗ sắc cho em nha. Hot chị là cái mặt B30 kèm kỹ cho em nha. Màu vàng này. B30 kèm kỹ nha cả nhà nha. À, size nhí 100 còn size đại 101 nha. B30 cho em nha nè. Và đẹp lắm, chắc đẹp chắc mát cho em nha. 10-34 kg đổi lại cái size nha. B30 giùm em. Rồi chị, cái này là comment mẫu đây nè. Có size của hàng bên em là sẽ có size nhí, size đại, size cổ cho em nha. Size nhí, size đại, size cổ cho em nha nha. Rồi comment các bạn 10 kg tới là 55 kg cho em nha. Một cái có 3 size đó. Kiểu phom này cũng là kiểu phom hip hop luôn. 10 kg ăn cho tới là 55 kg là cái size nhí 100, đại 101, cổ là 120, 100, 101, 120 cho em nha. 10-55 kg là cái size nha. Comment các bạn là B18. Rồi chị nào chúc mã B18 kèm kỹ cho mấy gì ạ? B18 kèm kỹ cho em nghe ha. 10 kg đến 55 kg đồ là có size 100, 101, 120, chị đó chúc mã B18 cho em nha. Đấy. Mã B18 kèm kỹ cho em nghe nha. 10 đến 55 kg đồ là có size ha. B18 này. Đẹp ghê lắm mấy chị ơi, màu đẹp này sạch luôn á. Màu đây sang cái tâm màu nó sang, phối màu rất là lạ ha. 10 kg đến 55 kg cho em ha. Rồi là mã B18 kèm kỹ nha cả nhà nha. B18 kèm kỹ cho em nghe, vải đẹp lắm. B18 cho em nha. Em có màu cam ở đây. Màu cam em có đủ size với chị là 10-55 cái nhá. Rồi màu cam nữa 10-55 cái cho em á. Thun cô tâm chiếm phẩm. Rồi nhí 100, đại 101, bộ đại 102 thì mình là C45 á. Chị đại chấp mã C45 kèm kỹ cho em á. Mã C45 kèm kỹ cho em nha. 10 kg tới là 55 kg đồ lại có size C45 này. 10 kg tới 55 kg cho em. Chị đại chấp mã C45 kèm kỹ cho mấy chị á. C45 kèm kỹ cho em nha. 10 kg tới 55 kg đồ lại có size á. C45 mấy chị ơi, phải đẹp ghê luôn á. C45 cho em nha. Em có màu nâu với màu xám, màu xanh, của màu đen, xanh đen, của màu xanh đen nha. 10 kg bút tới 55 kg. Nhí 100, đại 101, cổ là 102. Rồi chị nào chấp mã C45 kèm kỹ cho chị. C45 giùm em. Không hết rồi, không mình đã tụt view rồi. Rồi chị nào muốn lấy em muốn size bao nhiêu ký comment cho em nha. Chị nào muốn lấy bao nhiêu ký nữa em lên luôn một lần luôn nè. Lấy bé gái bé trai comment cho em lên luôn. Trai cũng có, gái cũng có đủ size với chị. 10 kg tới 60 kg, 70 kg của em cũng có hàng hết. Thun cô tâm chiếm phẩm, thun lạnh, hàng thiết kế, áo khoác các kiểu cho mấy chị nha. Anh đưa tương tác cho cái bài đăng như vậy nha. Bài tương tác đúng không? Bài là cũng được. Không răng thằng mới rồi. B18 bé 50 kg. Mẫu nào ta? B18 là mẫu này. Chị chờ em xíu nhé. Rồi B18 là cái gì vậy? B18 ok chị nhé. B18 này. Chị Thảo Lê B18 50 kg nhé. Ok chị nhé. Màu xanh này. Màu xanh nha chị nhé. Rồi, màu đen có một trắng hàng của Lido Baby nè. Size tầm từ 10 kg tới 55 kg luôn á. Hàng Lido này dáng hơi nhích hơn xíu mấy chị nha, nhưng mà cái chất của nó là hàng xịn. Nó là hàng cao cấp đó mấy chị nha. Nên là cái vải rất đẹp. Tầm từ 10 kg tới là 55 kg nhá. Nhí 101, đại 103, cổ là 150. 101, 103, 150 hàng của Lido này, nó đẹp lắm. Đây nha, chị nói nó hàng thương hiệu rồi nên cái giá nó sẽ nhích hơn so với giá bình thường mấy chị nha. Nhưng mà em đã like rẻ rồi á, còn bình thường á giá của nó trên thị trường 170-180-200 ngàn không á. Nhưng mà giá này đâu em nó nhích nhích tầm 160-170-180 á. Cái đây comment là B46 nha. Mã B46 trăm ngàn, 10 kg tới 55 kg. B46 là hàng thương hiệu Lido Baby giùm em. Đồ mẹ, em cũng có đồ mẹ có hàng thương hiệu Lido mấy chị nha. Rồi là mã B46 trăm ngàn, 10 kg tới 55 kg nha. B46 10-55 kg nha. Nhí 101, đại 103, cổ là 150 nhé. 101, 103, 150, chị đã chúc mặt B46 nhé. Đẹp lắm, hàng Lido này.
B46 cho em kỹ nhé, hàng Lido là hàng thương hiệu cao cấp luôn. À, rồi ok, rồi bộ đen có size tầm 10 ký là 55 ký màu vàng này. Bộ nai màu vàng có size 10 đến 55 ký nhá. Rồi size nhí 100, đại 101, cổ là 120. 100, 101, 120 trong nghe màu vàng tầm 10 ký tới là 55 ký nhá. Cùng túi nắp hộp trong nghe này 10 đến 55 ký nhá. Size nhí, size đại và size cổ á, 100, 101, 120 đẹp kia luôn. Comment cái mẫu là B33 kèm ký nhá. B33 kèm ký trong nghe 10 ký tới là 55 ký. Em có size là 10 ký 55 ký đô là cái size chị đã chút mà B33 cho em nghe đẹp ghê luôn, thun cô tâm chính phẩm nha, thun cô tâm chính phẩm cho em nghe 10 đến 55 ký, nhí 100, đại 101, cổ là 120, thun cô tâm chính phẩm vải đẹp cực kỳ luôn, vải mát vải đẹp mấy chị nha. Đó, coi dạng 4 chiều hết nhé, mình là B33 kèm ký cho em nghe nè, mã B33 kèm ký cho em nghe nha, 10 ký đến 55 ký B33 em nghe. À, em có màu vàng, màu đỏ nè chị, màu đỏ còn tầm 10 ký đến 55 ký màu đỏ luôn nè. Màu đỏ cũng 10 đến 55 ký, comment là mã C10 thì nói cho mã C10 nha, phun cô tâm chính phẩm 100, 101, 120, 100, 101, 120 chị nói cho mã C10 kèm ký cho em nha. Rồi lên mã C10 kèm ký cho em nha, C10 nè, ok chưa, 10 ký tới là 55 ký đồ lại có size nha, mã C10 55 ký đồ lại có size, nhí có, đại có, cổ có chị em nghe chợ đủ size, nhà nghe thì có đủ size với chị nha, bé trai bé gái đủ hay nha mấy chị. Rồi chị nào muốn lên bé gái lên bé gái nha. Rồi lên mã C10 kèm ký cho em nha, 10 đến 55 ký đồ lại có size, 10 đến 55 ký nha. Rồi cho em coi bộ mẹ lá màu hồng hồi tối like, mẹ lá hồng bộ Lido em. Rồi chị này cho mã C10 kèm ký cho em nha, 10 ký cho tới là 55 ký, chị này cho mã C10. Đây chị ơi, hàng của Lido này, bộ đây quần lửng giá nó tới 170 chị nha, hàng đang tới 170 ngàn. Quần lửng là 170, còn quần đùi của nó là 150 hay 160 gì đó. Đây chị nha, bộ lá hồng này, comment lá hồng cho em nha, tầm từ 40 ký cho tới là 75 ký, 40 ký tới 75 ký cho em nha. Rồi lên bộ lá hồng cho em nha, hàng của Lido, hàng của mẹ nè, hàng của Lido Baby cho em nha, tầm 40 ký cho tới là 70 ký cho em, 75 ký. Còn bộ đây bán tới 250 ngàn nha, lễ lễ bè bèo ngồi bán 250 ngàn. Rồi bộ đây bán với chị 170 ngàn cho em nha, hàng của Lido nè. Chị nào mua hàng thương hiệu Lido mới chị mới biết được cái hàng chắc của nó, chứ bình thường là bán là 250 ngàn rồi. Rồi lên mã lá hồng, chị để chút mã lá hồng cho em nha. Đó, lá hồng kèm ký cho em nghe, tầm từ 40 ký tới 75 ký, độ nặng cái size sẽ rất là to. Quần lửng, cái này quần lửng cho em nha, chắc đẹp mà chắc má xịn luôn, thì thuốc lắm. Rồi mấy mã lá hồng á, ok chị Lâm Nhi, tầm từ 40 ký cho tới là 75 ký nhé, 170 ngàn chị yêu. Cái này em có được màu nâu nữa, lấy chị bộ 62 ký, ok nha, lá hồng em có màu nâu nữa, ở đây có hai màu nâu nữa nha. Đây này, có màu nâu thì lấy nâu đúng không, màu đây gọi là màu trầu á, màu đỏ trầu. Em màu gạch em có màu gạch nữa, cái này em có màu gạch nữa nè, cũng tầm từ 40 ký cho tới là 75 ký màu gạch nha. Cái quần giống nhau nhưng mà cái màu áo nó sẽ khác nhau, cái màu áo nó khác nhau chút xíu với chị nha, còn cái quần nó sẽ giống nhau nè. Áo này 45 ký, 40 ký tới là 70 ký nhé, 75 ký nhé. Đây là màu gạch cho biết gì á, màu gạch này. Đó, hàng Lido cả nhà, đây hàng thương hiệu của Lido, 170 mm á, màu gạch nè. Quần lửng, chị nào thích mặc quần lửng thì mấy chị lấy cái màu đây cho em nghe ha, màu lửng lửng em cũng còn mấy mẫu nữa đấy, đẹp lắm. Đây tâm màu gạch cho em nha, màu gạch này 40 ký cho tới là 75 ký, rồi lại ở size hàng của Lido với chị nha. Rồi 170 ngàn một set cho em nha, hàng 170 giùm em, vải chất đẹp chất mát, trời ơi hàng đó hàng xịn hàng cao cấp. Hàng Lido là một trong những cái thương hiệu mặc đồ bộ á chị, đó là thương hiệu lớn mặc đồ bộ cho em nha. Thôi thôi cái hàng đẹp lắm luôn á. Rồi bé gái, chị đã lấy bé trai thì em không lấy bé trai, comment bé gái cầm lên luôn với chị nha. À, mẫu bộ của mẹ em vẫn còn á, chị đã lấy đồ của mẹ comment cho lên đồ của mẹ tiếp nha. Rồi bộ bé gái cho em nha, bộ Chanel bé gái này 10 ký nhá, không lười ngố, 10 ký tới 25 ký giùm em, bộ đây là giá 90 ngàn. 10 ký tới 25 ký giá 90 ngàn, từ nha, 10 đến 25 ký 90 ngàn nha. Màu xám là bộ lười ngố của mẹ của bé, của mẹ này C24 nhá, chị này chúc mạng C24 cho em nha, 10 đến 25 ký nhá, C24 nha, 10 đến 25 ký bộ lười ngố nhá. Rồi bộ đây là giá 90 ngàn một set chị ơi, hóa 90 ngàn bộ, 10 ký tới 25 ký nha. Rồi chị này chúc mạng C24 kèm ký nha mấy chị, C24 kèm ký cho em nha, 10 đến 25 ký nhá. Rồi 90 ngàn bộ này, C24 này không đùi ngố, trời ơi, một xám, có một màu thôi. Chị này chúc mạng C24 cho em nha, 10 ký tới là 25 ký C24. Rồi đẹp lắm, 90 ngàn bộ cho em nha, bộ bé gái này, không đùi ngố bé gái nha, 90 ngàn một set. Rồi bộ hàng chất đuổi nha, đuổi này còn size tầm 10 ký nhá. Ok chị Lan, Lâm Nhi, hàng chất đuổi bé gái, em còn size tầm 9 ký tới 22 ký, bộ này 70 ngàn. 9 ký tới 22 ký, bộ này 70 ngàn, hàng đuổi cho em nha, hàng đuổi mặc nó mát lắm, nhẹ nhàng á.
tầm từ 9kg tới là 22kg, bộ đây 70.000 ha, bộ chắc đuổi 70.000. Comment cái mẫu là C43, chị để chút mã C43 kèm ký cho em nha. C43 kèm ký cho em nha, tầm từ 9kg tới 22kg 70.000 đuổi. C43 nha, chị để chút mã C43 cho em nha này, xinh lắm. Rồi em có màu hồng nữa nè. Tầm từ 9kg tới là 22kg nha, ok chị nè. Xếp quần đùi trời ơi, bèo. 9kg tới 22kg cho em nha. Rồi. Comment cái mẫu là D1, ok chị Phạm Thành. D1, 9kg tới 22kg 70.000 nè, D1. Rồi, chế là lúc mã D1 cho em nha, D1 9kg tới là 22kg D1 ha. Mã D1 kèm ký cho em nha, quần đùi cho em nha, hàng chắc đuổi á. Rồi 70.000 bộ ha, đuổi nè, đẹp lắm. Mã D1 kèm ký cho em nha nha. Rồi, bộ đây bạn đấu sập này, đấu sập này đó là hàng Fungo tâm chính phẩm tầm 10kg đó là 30kg là cái size nha. 10 đến 30kg là cái size á, nhí là 100 đại 101 Fungo tâm chính phẩm, còn đây là B1 nha. Rồi, chị đợi chút mã B1 kèm ký cho em nha, 10kg tới 30kg nhé, B1 nè. Không có tâm chính phẩm cơ giảm 4 chiều nha, không gấu sạch cho ngang một bé gái á. Rồi con này con bùi ngố bé gái cho em B1 10kg tới 30kg đổ lại cái size nha, 10 đến 30kg nha. Chị ra cái mặt B1 kèm ký cho mấy chị. Mã B1 kèm ký cho em nha, ní 100 đại 101 10 đến 30kg cho em mặt B1 này. Mã B1 kèm ký cho em nha. Rồi em có thêm màu hồng nữa đây, tầm 10kg tới 15 10kg 15kg và 32kg tới 38kg cho em. Màu hồng 10 đến 15kg và 32 đến 38kg cho em. Rồi ở nhí 100 đại 101 thì mình là C23. Rồi em mấy chị ơi, thôi mấy chị thoát là cái like này, mấy chị vào là cái like mới cho nghe nha. 2 rưỡi em vào là cái like mới đó chị, 2 rưỡi vào là cái like mới cho nghe. Thôi thoát thôi.